sắp lên thành phố, cơ sở hạ tầng giao thông, bất động sản nhà bè chuyển biến ra sao? Đây là một chủ đề cực kỳ nóng, hấp dẫn để cho giới nhà đầu tư đang quan tâm vào bất động sản tại khu Nam. Bất động sản huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm tới, đây sẽ là một xu hướng gia tăng khá mạnh nhờ cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng đầu tư được hoàn thiện. Đặc biệt, thông tin Nhà Bè lên thành phố đã tác động rất là nhiều lên thị trường về nhà đất Nhà Bè trong thời gian gần đây. Thì ngày hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người xem qua rõ hơn về tổng quan và đánh giá huyện Nhà Bè ra sao. Quý khán giả hãy cùng với chúng tôi dạo một vòng Nhà Bè để khảo sát thị trường bất động sản tại khu vực này nhé. Huyện Nhà Bè nằm ở phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10 km. Nơi đây sở hữu diện tích lên đến 100.000 km, là một trong những huyện có diện tích lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Bè bao gồm một thị trấn Nhà Bè, 6 đơn vị hành chính là cấp xã thôn bao gồm Hiệp Phước, Long Thới, Nhân Đức, Phú Xuân, Phước Kiển và Phước Lộc. Tổng dân số thống kê vào năm 2021 đạt 223.879 người, mật độ dân số khoảng 2.229 người trên 1 km2. Trong đó, người Kinh chiếm 99%, dân tộc khác chỉ chiếm 1%. Và bây giờ để biết rõ hơn về Nhà Bè, Phước Sửu cùng với cả nhà cùng xem qua cái vị trí địa lý này nhé. Huyện Nhà Bè sở hữu một vị trí cực kỳ đắc địa quý anh chị ạ. Phía Bắc thì giáp với quận 7 nè, phía Nam giáp với huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, phía Đông giáp với Cần Giờ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, và phía Tây giáp huyện Bình Chánh. Từ Nhà Bè có thể di chuyển nhiều hướng đi đến khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh qua quận 7 và tất cả các tỉnh liền kề như Long An, Đồng Nai. Nhà Bè nằm án ngữ trên một đường thủy từ Biển Đông vào nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp với đường sắt trên cây khô ở phía tây của huyện, nằm trên tuyến đường thủy từ đồng bằng sông Cửu Long về thành phố Hồ Chí Minh. Nói về hệ thống sông ngoài thì chằng chịt, thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới giao thông đường thủy, xây cảng nước sâu tiếp nhận tàu trọng tải lớn và cảng. Với địa thế gần cửa sông tiếp giáp với biển nên khá khan hiếm nguồn nước ngọt, nên thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt, trồng cây, cùng với đó là tình trạng sạt lở gây khó khăn cho sinh hoạt và kinh tế của nhiều người dân nơi đây. Quy hoạch tại huyện Nhà Bè chủ yếu liên quan đến hệ thống giao thông, gồm các trục đường trung tâm đối ngoại hình thành các đường vành đai và hệ thống cầu sông lớn với các điểm giao và của các tỉnh, thành phố và metro nội bộ. Cụ thể quy hoạch hệ thống giao thông tương lai của huyện Nhà Bè như sau. Như mọi người nhìn thấy thì hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, rồi đến thứ nhì là tuyến metro số 4 kết nối huyện Nhà Bè và quận 7, quận Nhất, quận Phú Nhuận, Gò Vấp, quận 12, và tổng chiều dài là 36,2 km, mở rộng lên đến 6 làn đường Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức Long Thành, mở rộng quốc lộ 50 lên đến 6 làn xe và đường song hành quốc lộ 50, cầu Bình Khánh nối đến quận 7. Nhà Bè và Cần Giờ là trung tâm của thành phố, tất cả khu vực lân cận hình thành tuyến kết nối giao thông trực tiếp qua khu vực phía nam của Nam Sài Gòn. Đường chính gồm đường nối Nguyễn Bình đến bến Tạm, có chiều dài khoảng 3 km, đi qua nhiều dự án bất động sản trên địa phận xã Phú Xuân, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Đường đầu Tôn Nguyên kéo dài và kết nối với Nguyễn Bình, khu dân cư Nhân Đức nằm tại xã Nhân Đức. Theo quy hoạch sẽ có một tuyến đường mở và kết nối đường Nguyễn Bình với khu dân cư Nhân Đức. Tuyến đường này sẽ dài khoảng 2,5 km, quy hoạch cụm cảng Hiệp Phước gồm khu công nghiệp 1.300 hectare, khu đô thị 1.354 hectare và khu cụm cảng là 384 hectare. Quy hoạch quan trọng nhất của huyện Nhà Bè là quy hoạch lên thành phố đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh trước năm 2025. Sở hữu nguồn lực dồi dào, điều kiện tự nhiên thuận lợi, Nhà Bè có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Nơi đây cũng thu hút đông đảo giới đầu tư bất động sản nhờ quỹ đất rộng và quỹ tiến thuận lợi cho các dự án chung cư. Tuy cách xa trung tâm
còn nhiều hạn chế về mặt kinh tế xã hội, nhưng đây là một cơ hội tiềm năng được khai thác, hứa hẹn huyện sẽ còn được đầu tư phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nếu bạn đã từng di chuyển đến khu vực Nhà Bè thì theo những sự đánh giá thì đây là một cơ sở hạ tầng sẽ đang hình thành và phát triển khá tốt. Hãy nêu lên ý kiến của bạn ở phần dưới bình luận để chúng ta bàn luận làm sao Nhà Bè có phải là một nơi đáng để cho quý anh chị và là đầu tư trong thời điểm này hay không. Như vậy, với cơ sở hạ tầng giao thông được quy hoạch bài bản và ngày càng hoàn thiện, thì Nhà Bè có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thành một thị trường địa ốc, thị trường nhà đất. Nơi đây còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt bối cảnh quỹ đất ở trung tâm khan hiếm cạn kiệt. Nhà Bè đang trở thành một điểm đến của nhà đầu tư phát triển trong bất động sản tương lai. Từ Nhà Bè đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng mất 10 phút di chuyển, hoặc đến Bình Thành, trung tâm quận gần nhất chỉ khoảng 25-30 phút di chuyển. Tuy tiện ích mọi khu và những hạn chế từ việc tiếp giáp quận 7, thì khu dân cư Nhà Bè có nhiều tiếp cận được tiện ích nội khu tại dự án Phú Mỹ Hưng, gồm hệ thống các trung tâm mua sắm, siêu thị, tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, nhà thuốc, trường học cấp, trường các cấp quốc tế. Vị trí của dự án chủ yếu tọa lạc tại các những đường lớn có khả năng liên kết vùng nhanh chóng, thuận tiện đi lại, kết nối. Ngoài ra, không thể kể đến loại hình đô thị và tất cả những biệt thự, nhà phố cao cấp tại Nhà Bè đang được phát triển cách đây 3-4 năm. Sở hữu nhiều cảng biển, khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Hiệp Phước, thu hút nhiều nhân công lao động và những chuyên gia cao cấp đang kéo tới và làm việc, và có nhiều nhu cầu bất động sản cũng cao tại Nhà Bè. Đặc biệt với làn sóng dịch chuyển về vùng ven khi quỹ đất trung tâm cạn kiệt về quy hoạch tương lai của khu đô thị, thì huyện Nhà Bè sẽ có rất là nhiều cơ hội để tập trung phát triển tại nơi đây. Hiện nơi đây tại Nhà Bè đang hình thành một số khu đô thị lớn như GS của tập đoàn Hàn Quốc 350 hecta, La Villa của Chiến Á, Nay Sau Làng Đại Học, Celesta City của chủ đầu tư Capitaland, khu dân cư Phước Kiển, Sài Gòn Sao, Dragon City, TNT Millennia City của tập đoàn TNT. Với những thông tin mà chúng tôi được chia sẻ thì chọn khu vực trên để an cư hay là đầu tư, bạn sẽ chọn dự án nào? Hãy để lại cho chúng tôi ý kiến phần bên dưới để chúng tôi cảm nhận, biết những cái nhu cầu thực sự của bạn và đem đến cho bạn một cái nơi an cư và nơi đầu tư sinh lời lâu dài nhất. Đừng quên theo dõi kênh, like, share và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản tại khu Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.